Năm thứ 10 công lược phản diện, cuối cùng tôi có thể về nhà. Công lược đã thành công chưa? Anh ấy đã yêu tôi chưa? Tôi có chút không dám tin. Dù sao mấy năm gần đây anh ấy coi tôi như người lạ, hầu như ngày đêm đều ngủ lại chỗ Liễu Như Yên. Rất kỳ lạ, chỉ số cho thấy anh ấy hoàn toàn chưa yêu bạn, nhưng anh ấy không thể rời xa bạn rồi đấy. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ, tôi không cần mang theo gì cả. Được rồi, đường hầm thời gian ở dưới cái cây nơi hai người định tình. Tôi nóng lòng không thể đợi, lao ra khỏi nhà tù đã giam cầm tôi 10 năm. Nhìn thấy đường hầm ngay trước mắt, tôi hận không thể mọc cánh bay qua. Trước đường hầm một bóng dáng nhỏ bé đang dang hai tay ra, kiên quyết chặn đường đi của tôi. Là con trai 5 tuổi của tôi, trên khuôn mặt non nớt của nó mang vẻ không hiểu, mẹ, chỉ vì con thích chị Như Yên. Mẹ lại ích kỷ rời bỏ con như vậy sao? Đừng làm ồn nữa, nàng mãi mãi là chính thê, sau này ta sẽ dành nhiều thời gian cho nàng hơn. Các người biết mà, tôi đã đợi ngày này 10 năm rồi. Tôi sẽ không để một đứa trẻ cản trở bước chân về nhà của tôi đâu. Năm 18 tuổi, tôi vừa mới nhận được giấy báo nhập học đại học thì bị hệ thống ràng buộc cưỡng ép đưa đến thế giới này. Xin chào chủ nhân, Dương Vĩ, cần một người phụ nữ như mặt trời nhỏ để sưởi ấm anh ấy. Chỉ cần người có thể thành công công lược Dương Vĩ, người sẽ có thể về nhà. Người không phải rất thích chơi trò yêu đương đó sao? Dương Vĩ trông rất đẹp trai, người cứ coi như đang chơi game đi. Tôi lúc còn trẻ, con gái mới lớn, đã đọc không ít tiểu thuyết ngôn tình. Tôi ngạo mạn và tự phụ, nghĩ rằng chỉ là công lược một người thôi mà, có gì khó đâu. Nhưng không ngờ công lược này lại kéo dài 10 năm. Dương Vĩ là con của một người phụ nữ, không ai biết cha anh ấy là ai. Cha tôi thấy anh ấy đáng thương, đã đưa anh ấy về nhà họ Ấu, làm người hầu của chúng tôi. Cậu chỉ cần đối xử tốt với anh ấy là được. Lúc đó anh ấy u ám suy sụp, giống như con chó bên đường vậy, ai đến cũng có thể đá một cái. Những người hầu nhỏ thường lợi dụng lúc không ai để ý đánh đập anh ấy, gây ra rắc rối cũng đổ hết lên đầu anh ấy. Khi bị phạt anh ấy chỉ cúi đầu, cũng không biện hộ cho mình vài câu. Vì vậy tôi đã đưa anh ấy về dưới quyền của mình. Đãi ngộ như với tôi vậy, ai bắt nạt anh ấy tôi sẽ mắng người đó. Người khác muốn rớt anh ấy tôi sẽ chắn trước người anh ấy. Muốn rớt anh ấy thì phải rớt tôi trước. Anh ấy luôn không có thái độ tốt với tôi, nhưng tôi vẫn không biết mệt mỏi tiến lên phía trước. Ngày qua ngày, cuối cùng núi băng cũng bị sương hóa. Đúng lúc, cha bảo tôi tìm một chàng rể về quản lý sản nghiệp. Chọn anh ấy đi. Không ổn rồi, cô Liễu lại phát bệnh rồi. Cơn đau dữ dội khó chịu, đang la hét bảo lão gia đến xem cô ấy. Chị Như Yên sao vậy? Có nghiêm trọng không? Mẹ à, mẹ cũng thế. Nếu không ngoan ngoãn quay về, con sẽ cho người đến bắt mẹ đấy. Thật không muốn quản mẹ ăn của cha dùng của cha. Mẹ chẳng có tác dụng gì cả, đúng là vết nhơ của con. Chi bằng để chị Như Yên làm mẹ con còn hơn. Chị Như Yên, lại là chị Như Yên, thật sự nghĩ ta không dám động vào cô ta sao? Cứ chờ đấy. Liệu Như Yên là do Dương Vĩ đưa về năm thứ 2 sau khi kết hôn, lúc đó cha đã mất. Quyền lực trong nhà bị Dương Vĩ nắm chặt trong tay. Như Yên đã chịu không ít khổ cực, cô phải đối xử tốt với cô ấy. Hệ thống, cô ấy là ai? Liễu Như Yên cũng là con của quân nhân, hai người họ thành mài trúc mã. Khi còn nhỏ, Liễu Như Yên còn chịu không ít khó khăn thay anh ấy. Nhưng không sao, cậu cứ tiếp tục công lược, tôi có thể thấy trái tim anh ấy đang hướng về cậu. Mê mông, tôi miễn cưỡng yên tâm, cho đến khi tôi phát hiện họ lăn lộn trên cùng một chiếc giường. Cô cứ làm tốt vai trò phu nhân của mình, còn Như Yên, cô ấy là người yêu của tôi. Ngày hôm đó tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi cảm thấy cả đời này mình không thể công lược thành công. Khóc lóc cầu xin hệ thống cho tôi về nhà. Mày là hệ thống lừa đảo. Mày là hệ thống bắt cóc. Lời chưa dứt, một luồng điện mạnh khiến tôi tê liệt trên mặt đất. Không được, cậu vẫn chưa công lược thành công. Tôi không thể đưa cậu về được, hay là... các cậu sinh một đứa con đi. Không được, tôi tuyệt đối không sinh con với anh ta. Điều đó không phụ thuộc vào cậu đâu. Nửa đêm, Dương Vĩ say khướt xông vào. Hôm nay Như Yên không chịu, vậy thì đến lượt cô. Vừa hay ban cho cô một đứa con. Tôi vùng vẫy đủ cách, nhưng kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. Đầu tiên là chửi rủa, đến sau là khóc lóc van xin, cuối cùng là tuyệt vọng và vô cảm. Sau khi xong, anh ta thỏa mãn nằm ngủ trên giường. Tôi bỏ dậy nhìn chằm chằm vào anh ta, căm hận dồn nén. Nỗi đau khiến tôi muốn rớt anh ta. Cậu không muốn về nhà nữa sao? Tôi không ngờ chỉ một lần đó, tôi đã mang thai đứa con của Dương Vĩ. Như Yên tốt bụng, nghĩ đến việc cô đơn, để tôi cho cô một đứa con, cô phải nhớ ơn cô ấy. Hãy tự lo cho bản thân. Tôi không muốn tranh cãi gì với anh ta, chỉ mải mê vuốt ve bụng mình, như vuốt ve niềm hy vọng không thể chạm tới. Ngày sinh nở,
Liễu Như Yên phát tác chứng độc, gọi hết thầy thuốc trong phủ dậy. Dương Vĩ cũng ở bên cạnh cô ấy. Bên cạnh tôi chỉ có một cô hầu gái cấp cáp không chịu nổi, chạy khắp phủ quỳ xin một bà đỡ không chuyên. Bà đỡ đó nói tôi nằm không đúng tư thế, cố sức ấn bụng tôi. Phu nhân sinh con làm sao không đau được, giữ chút sức lực, đứa bé sắp ra rồi. Không biết đã qua bao lâu, tôi như bị xe tải cán đi cán lại nhiều lần. Cuối cùng đứa trẻ cũng chào đời, nó giống hệt Dương Vĩ như đúc. Vừa thấy nó tôi đã khó chịu, nhưng nó có cùng huyết thống với tôi, là mối liên hệ duy nhất của tôi trong thế giới này. Mỗi ngày tôi chỉ có thể trong cái sân nhỏ tối tăm này, điều duy nhất có thể là truyền lại cho nó những kiến thức hiện đại tôi từng có. Những thứ kỳ lạ đó của mẹ chẳng qua là điều kỳ quặc, không bằng chị Như Yên hiểu biết lễ nghĩa. Xã hội phong kiến chắc chắn sẽ bị lật đổ. Đại nghịch bất đạo, nếu mẹ còn dạy con những thứ này, con sẽ bảo cha đánh chết mẹ. Dần dần, nó càng ngày càng oán hận. Một lần, Liễu Như Yên không biết sao lại đi đến trước mặt tôi. Tôi chưa kịp nói gì, con trai đã vui mừng nhảy vào lòng cô ấy. Chị Như Yên, hôm nay con lại học được một bài thơ, con đọc cho chị nghe nhé. Hương Nhi, đó có phải mẹ con không? Đó là mụ bụng bự. Chị không biết đâu, bụng bà ta có nhiều vết dạn xấu lắm. Con muốn chị là mẹ con. Dương Vĩ biết cậu ta đến chỗ tôi, vội vàng chạy đến che chắn cậu ta phía sau. Như Yên hiền lành, cô đừng làm gì xấu với cô ấy. Nói xong, anh ta ôm con trai và nắm tay Liễu Như Yên rời đi. Bụng bà ta thật sự có vết dạn sao? Trông nó như thế nào? Có giống yêu quái không? Đợi ngày nào bà ta ngủ, con sẽ lén dẫn chị Như Yên đến xem. Nhìn qua, họ mới đúng là một gia đình, con trai vẫn lải nhải trước mắt. Giọng nói thê thế như ngày hôm qua, cơn giận của tôi dâng trào. Dương Vĩ, tôi không có khả năng rớt anh, nhưng rớt một đứa trẻ thì dễ như trở bàn tay. Hoặc là anh tránh ra, hoặc là chớt, tôi vung diều chém về phía đầu nó. Dương Vĩ không ngờ tôi đột nhiên ra tay, vội vàng lao lên đánh lệch diều của tôi, nhưng vẫn để lại một vết xước trên mặt con trai. Con trai từ nhỏ đến lớn chưa từng bị thương, vết thương nhỏ này khiến nó khóc không ngừng. Mụ điên này, nhìn hai cha con họ tình thâm, tôi nhân cơ hội lao vào đường hầm thời gian. Không được, không được đi, cậu không thể đi. Mở mắt lần nữa, tôi xuất hiện trong bệnh viện, ba mẹ ngồi bên giường, đang lo lắng nhìn tôi. Bạn Thanh Mai Trúc Mã Hàn Dạ đang nhắm mắt giữ bạn thân Tiểu Tiểu đang nắm tay tôi ngủ bên cạnh. Thấy tôi tỉnh lại, mẹ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng ra cửa gọi một tiếng. Vẻ mệt mỏi gần như trào ra trên khuôn mặt, ông ấy vừa bước lại vừa than phiền vừa xót xa. Sao đứa trẻ này nhận được giấy báo nhập học mà cũng ngất được? Đúng 10 ngày, con làm ba mẹ sợ chết khiếp. Ba còn tưởng có ai bắt nạt con, lật tung cả camera an ninh của cả con phố. Còn chỗ nào không thoải mái không? Sao gọi mãi không tỉnh? Không phải cậu xuyên không đấy chứ? Những người tôi đã nhớ rất lâu, giấc mơ dài cuối cùng đã xuất hiện trước mắt. Tôi vốn tưởng mình rất mạnh mẽ, nhưng không ngờ nước mắt lại rơi từng giọt lớn. Tôi khóc đến gần như mất tiếng. Tiếng khóc này khiến mọi người xung quanh hoảng hốt. Con không sao, con chỉ là quá nhớ mọi người. Du Du của chúng ta vẫn còn là đứa trẻ. Bác sĩ chẩn đoán tôi đã không sao rồi, nhưng mọi người vẫn rất cẩn thận với tôi. Nếu không phải tôi yêu cầu mạnh mẽ, có lẽ họ sẽ không cho bác sĩ đi. Du Du của chúng ta đã lớn rồi, bị ức hiếp cũng không nói với mẹ nữa. Nhưng không sao, con nên có những bí mật nhỏ của riêng mình. Chủ nhân, cuối cùng ngươi muốn thế nào? Ngươi muốn hành hạ ta đến khi nào? Đừng kích động, chủ nhân, tôi chỉ muốn nói với cậu. Lúc đó sau khi cậu nhảy vào đường hầm thời gian, chồng và con trai cậu cũng nhảy theo. Theo lý thuyết họ không nên đến thời hiện đại. Nhưng con trai cậu khóc gọi tên cậu, chồng rất đau thương. Nó mới 5 tuổi, tôi không đành lòng. Vậy họ cũng đến thành phố hiện đại sao? Tôi sẽ không gặp họ đâu. Cũng không nhận họ. Điều đó không phụ thuộc vào cậu đâu. Kết thúc nhiệm vụ, chồng và con của thế giới đó đã theo tôi cùng đến thời hiện đại. Tôi thức trắng đêm, căng thẳng đến sáng, cho đến khi bạn thân Tiểu Tiểu gọi điện đến. Đi thôi, đến khách sạn Nguyệt Hoa. Tớ và Hàn Dạ đến sớm rồi, chỉ đợi cậu thôi. Cái gì? Cậu quên là ba đứa mình đều đỗ cùng một trường à? Đã hẹn sau khi có giấy báo, mọi người sẽ tụ họp ăn mừng. Đúng rồi, tôi đã đỗ đại học. Tôi nên bắt đầu cuộc đời của riêng mình. Đến nơi mới phát hiện món ăn đã được gọi từ trước. Hàn Dạ, đang dỗ em gái 6 tuổi của mình là Hàn Nguyệt. Chị Du Du vẫn chưa đến. Chúng ta phải đợi chị Du Du đến rồi mới ăn. Đợi tôi làm gì? Các cậu ăn trước đi.
Tôi tiện tay bóc một con tôm đặt vào bát của Hàn Nguyệt. Nhìn cô bé ăn xong, tiện tay lau miệng cho cô bé. Một loạt động tác trôi chảy. Tôi ngẩng đầu lên, cả bàn đều đang nhìn tôi. Trời ơi, cậu còn là Du Du, kiêu căng ngạo mạn mà tớ quen biết không? Rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì? Tôi sững sờ. Dương Tiểu lúc 3 tuổi không chịu ăn uống đàng hoàng, chỉ la hét đòi ăn cơm tôi nấu. Tôi hoàn toàn không biết nấu, thấy nó đáng thương, vẫn dọn ra một bát cháo lỏng. Cơm mẹ nấu ngon thật, con muốn mẹ nấu cho con ăn mỗi ngày. Từ đó về sau tôi bắt đầu chăm sóc bữa ăn cho nó. Nhưng sau đó thì tôi không ăn, những thứ này chỉ có người đàn bà đó và yêu quái mới ăn được. Tôi tưởng mình đã quên hết rồi, 10 năm đó, cuối cùng vẫn để lại dấu vết sâu sắc trên người tôi. Thực ra lúc đó tôi đã xuyên không. Vừa mở miệng nói thì không còn khó chịu như vậy nữa. Tôi cố gắng thả lỏng, nói qua loa về những gì đã xảy ra. Nhưng không ngờ, vẫn khiến bầu không khí cả bàn ăn trở nên im lặng. Không sao, các cậu đừng lo cho tôi, bây giờ tôi vẫn ổn mà. Người xấu chị Du Du nói là họ phải không? Ở cửa một người lớn một người nhỏ mặc trang phục đang nhìn thẳng vào tôi. Mẹ, đó là mẹ con. Đang là tháng 8, bên ngoài ánh nắng chói chang, nhưng tôi cảm thấy như rơi xuống hầm băng, không kiềm chế được muốn chạy trốn. Hàn Dạ và Tiểu Tiểu đột một đứng dậy chắn trước mặt tôi, chắn chặt không cho tôi đi. Tránh ra, đó là vợ tôi. Tôi đến đưa cô ấy về nhà. Mẹ, không ngờ mẹ đẹp hơn chị Như Yên nhiều. Đến đây tôi mới phát hiện, những điều mẹ nói đều là sự thật. Về với chúng con đi, lần này con nhất định sẽ yêu mẹ như yêu chị Như Yên vậy. Du Du nhà chúng tôi mới 18 tuổi, sao lại có con trai lớn thế này và chồng già như vậy? Cút đi! Người đâu? Bảo vệ mau đưa họ đi! Bên trong đùi cô ấy có một vết bất hình cánh hoa. Hữu Du, cô còn muốn tôi nói tiếp không? Giọng anh ta không to không nhỏ, nhưng nhà hàng yên tĩnh. Câu nói này gần như mọi người đều nghe thấy. Trong chốc lát, những ánh mắt hỗn loạn khiến lòng tôi chua xót. Đồ khốn này! Hàn Dạ không nói hai lời đấm một quyền. Vô sỉ, hạ lưu, không biết xấu hổ. Gọi cảnh sát, tôi muốn gọi cảnh sát ngay bây giờ. Đủ rồi, tôi kéo Hàn Dạ lại. Hơi xót xa, nhẹ nhàng vuốt vết bầm ở khóe miệng anh ấy. Tôi không phải người của thời đại này, đến đây để tìm lại vợ tôi. Gọi cảnh sát có tác dụng gì? Tôi không thuộc phạm vi quản lý của luật pháp các người. Tiểu Tiểu chưa từng gặp kẻ vô lại như anh ta. Tức giận đến nỗi lòng ngực phập phồng. Du Du, tôi chưa bao giờ đối xử tệ với em. Em mãi mãi là phu nhân chính thức của tôi. Cuộc sống chúng ta không phải rất tốt sao? Tại sao em nhất định phải quay về đây? Không phải là muốn tôi đến đón em sao? Anh nói đúng. Anh không thuộc về thời đại này, nên không bị luật pháp trừng phạt. Tương tự, tôi cũng không bị luật pháp trừng phạt. Tôi sẽ không để các người quấy rầy cuộc sống của tôi. Vì vậy tôi sẽ rớt các người. Tôi nói được làm được. Tôi có thể đưa Liễu Như Yên đi, không để cô ấy chướng mắt nàng. Tại sao chị Như Yên dịu dàng tốt bụng? Mẹ về cũng có thể sống tốt với nhau mà. Cô không thể rớt họ. Yên tâm đi, tôi sẽ không rớt họ đâu. Tôi sẽ không để tay mình vấy máu vì loại người như vậy. Hành hạ tôi cả đời. Cô xem Dương Vĩ yêu cô biết bao, vì cô mà còn đuổi theo đến thế giới này. Nếu cô muốn, bây giờ tôi sẽ mở đường hầm thời gian cho các người, để các người trở về. Cô sao lại vô tình như vậy? Không nhìn thấy tấm lòng chân thành của anh ấy sao? Một hệ thống bắt cóc như ngươi nói gì đến chân thành? Thương xót như vậy thì ngươi lấy anh ta đi. Không ngoài dự đoán lại là một cơn điện giật. Nhưng lần này tôi không còn đơn độc như trước nữa. Tiểu Tiểu, Hàn Dạ, các cậu về nói chuyện này cho bố mẹ các cậu biết. Bố mẹ chúng ta đều có mối quan hệ riêng. Hy vọng họ có thể điều tra chuyện này. Tôi không tin. Hệ thống chỉ chọn mình tôi làm người công lược. Tôi không dám nghĩ. Khi tôi bị nhốt trong cái sân nhỏ tối tăm đó, còn bao nhiêu người khác cũng đang chịu đựng sự hành hạ như vậy. Không biết có phải vì những lời nói ngày hôm đó họ không còn đến quấy rầy tôi nữa, ngay cả hệ thống dường như cũng vì thiếu năng lượng mà rơi vào trạng thái ngủ say. Tôi cũng không muốn nghĩ đến những chuyện đó nữa, mà bắt đầu chuẩn bị nhập học. Tôi vốn tưởng trước khi nhập học sẽ không gặp Dương Vĩ và họ nữa, nhưng không ngờ, một ngày nọ tôi đưa Hàn Nguyệt đi công viên giải trí chơi, đang hát bài hát tiếng Anh cho cô bé nghe. Một bóng dáng nhỏ bé chạy đến. Đó là mẹ con, bài hát này là mẹ hát cho con nghe. Cha con đâu? Bài hát này tôi của thật đã hát cho nó nghe. Khi nó còn nhỏ khóc không ngừng, tôi sẽ hát cho nó nghe vài bài hát hiện đại. Mỗi lần hát đến bài tiếng Anh này, nó sẽ im lặng lại. Sau này, đừng hát bài hát này cho con nữa. Chị Như Yên nói rồi, đây là bùa chú của vũ nữ. Người hát bài hát này sẽ bị thiêu sống. Mẹ thì thôi đi. Con không muốn bị thiêu sống đâu.
Dương Tiếu tức giận định xông lên. Hàn Nguyệt đột ngột đứng dậy đẩy nó ngã xuống đất. Anh trai em nói rồi, nếu gặp ai gọi chị Du Du là mẹ thì đánh gãy chân người đó. Mày con nhãi này, tao sẽ bảo ba tao giúp mày. Mày phát điên gì vậy? Con mới là con của mẹ, tại sao mẹ lại bênh người ngoài? Huống chi, con nhãi này chẳng có quan hệ huyết thống gì với mẹ cả. Nó nhỏ bé mà mặt đầy vẻ độc ác, giống hệt cha nó. Nó cứ nói mãi về quan hệ huyết thống, nhưng không ngờ đã từng có lúc nó nũng nịu với Liễu Như Yên. Mặc dù con không có huyết thống với chị, nhưng trái tim chúng ta kết nối với nhau. Con không sinh ra từ bụng chị Như Yên, nhưng con sinh ra trong trái tim chị Như Yên. Con biết chị Như Yên không thể sinh con. Từ nay về sau con muốn làm con của chị Như Yên. Mày không phải con của tao, mẹ mày là Liễu Như Yên. Nếu nhất định phải nói mày có quan hệ gì với tao, mày là đứa con ta bị làm nhục sinh ra, là vết nhơ của tao. Con không phải, cô là người phụ nữ xấu xa. Con muốn về tìm chị Như Yên. Cha ơi, con không cần mẹ nữa. Mau đưa con về đi, con muốn tìm chị Như Yên. Nó vừa khóc vừa chạy về phía sau. Không xa, Dương Vĩ đứng ở đó, vẻ mặt mang chút hối lỗi. Tôi hoàn toàn mất hứng, ôm Hàn Nguyệt về nhà, nhưng phát hiện bố mẹ của Hàn Gia và Tiểu Tiểu đều đã có mặt đầy đủ ở nhà tôi. Chuyện gì vậy? Con nói đúng, không chỉ có mỗi con, gần đây số thiếu nữ hôn mê lên đến hàng trăm ca. Có người như con, hôn mê mười mấy ngày mới tỉnh. Có người trực tiếp ngừng thở trong giấc ngủ. Vậy tôi nên làm gì? Cuộc nói chuyện này sẽ không ai biết. Em có thể yên tâm nói. Tôi kể lại tỉ mỉ, 10 năm thời gian đó, nói ra cũng chỉ mất khoảng 1 giờ. Con ngoan, con một mình ở đó chắc đã chịu nhiều khổ cực. Con yên tâm, nhà nước sẽ cho con một kết quả. Đừng lo cho con, ít nhất con đã sống sót trở về. Còn rất nhiều người vẫn đang công lược, và những người không thể trở về. Cắt đứt trung gian có thể được, nhưng hệ thống này không có thực thể. Chúng ta lấy đâu ra để nghiên cứu chứ? Hệ thống này hiện đang ở trong đầu con. Hệ thống vốn luôn bình tĩnh lần này cuối cùng cũng hoảng. Nó dùng hết sức lực cuối cùng để điện cô. Cú điện mạnh xuyên thấu toàn thân cô. Cơn đau khiến cô gần như mất ý thức, nhưng cô lại cười thanh thản. Lần này nó trốn không thoát rồi. Cuộc phẫu thuật cắt bỏ hệ thống kéo dài nhưng không đau đớn. Họ đã sử dụng vô số công nghệ cao phù hợp với đặc tính cơ thể của cô. Cuối cùng đã thành công ép hệ thống ra ngoài. Từ ngày đó trở đi, Dương Vĩ không dám để Dương Tiếu xuất hiện trước mặt cô nữa. Anh ta dường như cuối cùng cũng nhận ra cô không có cảm tình gì với đứa trẻ này và cái gọi là tình mẫu tử. Vì vậy, anh ta chuyển sang bắt đầu âm và tự mãn đuổi theo vợ một phía. Anh ta thường xuyên xuất hiện cách cô không xa với đôi mắt đỏ hoe, nhìn cô muốn nói lại thôi. Cô đi đâu anh ta theo đó. Mặt mang vẻ tủi thân chỉ chăm chú nhìn cô. Cô biết anh ta muốn xông lên kéo cô đi, nhưng vì cô được bảo vệ rất tốt. Mỗi lần ra ngoài đều có vài người đi cùng, nên mới không cho anh ta cơ hội. Sau đó anh ta thay đổi chiến thuật, bắt đầu gửi cho cô một số đồ vật nhỏ không đáng giá. Có khi là một con thỏ, có khi là một cái còi. Du Du, anh sai rồi, tha thứ cho anh nhé. Về với anh đi, anh yêu em. Đồ rác rưởi gì mà thứ cầu thứ mèo gửi tặng, cũng dám xuất hiện trước mặt Du Du của chúng tôi. Tiểu Nhi, nó bị ốm rồi, miệng cứ gọi mẹ. Chúng tôi cũng không có chỗ ở, tôi có thể đưa nó đến không? Bị ốm thì đi khám bệnh, tôi đâu phải bác sĩ. Tôi không hứng thú chơi trò này với anh. Anh ta hối hận rồi, cũng chẳng muốn nghĩ tại sao thái độ của anh ta lại thay đổi nhanh như vậy. Tôi trực tiếp gọi điện cho nhà nghiên cứu. Hello bác sĩ, chồng và con trai thời cổ đại của con cũng được đưa đến đây, xem họ có giá trị nghiên cứu gì không. Sau khi biết về sự tồn tại của người sám nghiệp, để thận trọng, nhà nước đã giam giữ họ lại. Đừng lo, họ sẽ không quấy rầy con nữa. Sau khi vụ việc này kết thúc, họ sẽ được đưa trở lại không gian thời gian đó. À phải rồi, đừng gọi họ là chồng và con trai của con. Con mới 18 tuổi, chẳng qua là có một giấc mơ không hay. Làm gì có chồng con gì? Mê mơ. Việc lập pháp là một quá trình dài và phức tạp. Từ ngày hệ thống bị kéo ra, tôi đã đợi một năm, nhưng may mắn là tôi đã đợi được. Hành vi của hệ thống được xác định là bắt cóc với lý do công lược. Ngày mở phiên tòa, tôi đến hiện trường với tư cách đại diện nạn nhân. Thẩm phán hỏi nó vì lý do gì mà làm những việc này. Cần gì lý do, những người đàn ông đó quá đáng thương, không ai muốn cứu rỗi họ. Tất cả mọi người đều coi thường họ, họ cần sự cứu rỗi của phụ nữ. Tôi lấy lý do công lược để gửi phụ nữ đến cho họ. Điều này rất hợp lý, các người không phải đã xác định hành vi của tôi là tội phạm sao? Tội phạm còn cần lý do gì nữa? Vì công bằng, người sẽ bị đưa đến các thế giới nhỏ để làm nhiệm vụ. Làm những nhiệm vụ mà người đã từng bắt người khác làm. Thế giới đầu tiên là từng quân bỏ vợ cưới chớp, chỉ để tiểu thiếp cười một tiếng. Không thể, đưa tôi đi làm nhiệm vụ tôi sẽ không sống nổi đâu.
Điều đó không phụ thuộc vào ngươi. Yên tâm đi, ngươi sẽ không chết đâu. Thế giới thứ nhất chết còn có thế giới thứ hai. Thế giới thứ ba, công nghệ cao của chúng ta đủ để cho ngươi trải nghiệm hết các thế giới này. Dương Tiếu được đưa trở về thế giới cũ. Khi chuẩn bị ở lại, vẫn còn nhăn mặt nhìn tôi. Dương Vĩ bị kết án 10 năm. Trước khi thi hành án ở thế giới cũ, anh ta yêu cầu mạnh mẽ được gặp tôi một lần. Em đã từng yêu anh chưa? Nếu anh không đưa Liễu Như Yên về, ba người chúng ta cũng có thể rất hạnh phúc phải không? Tôi nhớ lúc ban đầu, chúng ta cũng đã có khoảng thời gian ấm áp, không liên quan gì đến Liễu Như Yên. Và là vì tôi sẽ không yêu một kẻ rác rưởi. Xin lỗi, tôi đã tặng anh một món quà. 10 năm còn lại, anh sẽ liên tục chịu đựng nỗi đau của tôi. Thực ra ngay từ đầu gặp gỡ đã là sai lầm rồi. Tình cảm sinh ra vì công lực pha trộn với lợi ích, vốn đã không thuần khiết. Dương Vĩ bị đưa vào đường hầm. Tôi bước ra cửa, mọi người đều đang đợi tôi ở cửa. Du Du, ngày mai là nhập học rồi. Con có cần mẹ đi cùng không? Đi học đại học làm gì có chuyện phụ huynh đi cùng. Con đâu còn là trẻ con nữa, nói ra sẽ bị cười cho. Mọi người yên tâm, con sẽ bảo vệ tốt Du Du. Ồ, việc gì của cậu chứ? 10 năm sau, nhà nước đã kết nối các thế giới khác nhau. Một số điện thoại lạ gọi đến. Dương Tiếu rất muốn gặp cô. Cô có muốn gặp nó không? Sau khi nó trở về thời cổ đại, không do dự nhận Liễu Như Yên là mẹ. Ban đầu Liễu Như Yên còn đối xử tốt với nó, nhưng nó không giữ được tài sản. Tài sản bị chia hết sạch sẽ. Cha mày đến bao giờ mới về? Không phải là không về được chứ? Dù không về được, con tin mẹ vẫn sẽ chăm sóc con tốt. Con yêu mẹ nhất. Ta đâu phải mẹ ruột của ngươi. Ta có lý do gì để chăm sóc người tốt? Đồ con kẻ, đừng theo ta nữa. Liễu Như Yên nói đây là cơ hội kinh doanh cuối cùng của phụ. Rồi quay người bỏ đi. Dương Tiếu không giữ được Liễu Như Yên. Cuối cùng nó nhớ ra tôi đã từng dạy nó hóa học, có lẽ có thể làm xà phòng để bán. Nhưng ngay cả công thức đầu tiên nó cũng quên mất cách làm. Hóa học gì chứ? Con không cho phép. Mẹ thật vô dụng. Con sẽ bảo cha đánh chết mẹ. Từng câu nói trước đây của nó giờ đây đều hóa thành lưỡi dao sắc đâm vào tim nó. Nó khóc nấc lên không thành tiếng. Lúc này mới nhận ra, người từng chân thành với nó đã bị nó tổn thương sâu sắc đến mức nào. Sau khi lặng lẽ nghe xong, tôi rất bình tĩnh. Tôi không muốn. Sau này tôi cũng không muốn nghe tin tức về nó nữa. Xin đừng gọi đến nữa. Cảm ơn. Vợ. Ai vậy? Điện thoại lừa đảo. Không biết là chỗ nào có vấn đề. Tôi được truyền vào cơ thể của Du Du. Khi đến đúng lúc ở trang đó, tôi say xỉn xông vào. Hệ thống trong đầu tôi ủ vang lên. Đây là cơ hội tốt để sinh con. Cậu phải nắm bắt lấy đấy. Ghê tởm và xấu xa. Khi bị đè xuống giường, tôi mới nhận ra cơ thể của Du Du thật đang đau đớn. Tôi chợt nhận ra, hóa ra lúc đó Du Du không phải đang nũng nịu. Giữa đêm tôi khó nhọc bò dậy. Tôi nhìn vào tấm gương đầu giường. Trong gương Du Du đang đứng trên bục phát biểu. Hy vọng các phụ nữ đừng ảo tưởng về trò chơi công lực này. Có những người không đáng được cứu rỗi. Nhìn cô ấy rạng rỡ ở tuổi 28, tôi bất chợt nhớ lại. Lúc đó cô ấy như một chú chim non bị gãy cánh, kêu lên thảm thiết lao vào đường hầm thời gian. Tôi hất đổ thanh tre. Ngọn lửa lan nhanh chóng bao trùm lên giường. Rớt hắn đi, như vậy cậu cũng sẽ chết đấy. Cậu thật sự phát điên rồi. Vì thuật toán chỉ đề xuất những video nhiều like, các bạn dành ra 1 giây cho S1 like nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những giây phút xem phim vui vẻ.